anh đã trở vũ khí căn qua đường lặng nghe tiếng tình ta đã ghi bên đường vắng tanh chỉ còn em với anh, câu đó mới là hay nhất trong bài Con đường xưa em đi. Cảm ơn bài và cảm ơn quý vị đã lắng nghe vào giọng vỗ tay ủng hộ. Một giọng ca mà chủ hôn đã đưa cho chúng tôi cái danh sách từ đầu. Chị Phương ngồi ở vị trí nào? Xin mời chị Phương từ chủ nhà đã gửi lên cho chúng tôi đây. Chị Phương đâu ạ?